Mẩn ngứa là bệnh ngoài da khá phổ biến, ít gây nguy hiểm đến tính mạng cho con người. Nhưng bệnh này thường tạo cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, bứt rứt. Nhiều khi cơn ngứa dai dẳng làm cho người bệnh mất ăn, mất ngủ. Nhất là vào mùa hè, nắng nóng, cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Gặp khi thời tiết chuyển mùa, khí hậu thay đổi đột ngột, cộng với môi trường không khí bị ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh mụn nhọt, mẩn ngứa phát triển, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Xưa nay, để chống và điều trị bệnh mẩn ngứa vào mùa nắng nóng, dân gian ta đã có nhiều bài thuốc chữa trị từ thuốc nam, vừa nhanh chóng chấm dứt, không ảnh hưởng đến sức khỏe, lại vừa tiết kiệm kinh phí. Mẩn ngứa, mụn nhọt trong mùa hè là một dạng biểu hiện của bệnh dị ứng da. Đây là bệnh khá phổ biến vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nguyên nhân có thể gây ra những biến chứng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người bệnh. Vào mùa hè, thời tiết nóng bức khiến cho các tế bào hô hấp nhiều hơn. Da tiết nhiều mồ hôi, cộng hưởng với khói bụi và nắng nóng. Cùng với đó, không khí oi bức của ngày hè làm cho cơ thể bị mất nước, nhiều người phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tất cả đó là điều kiện thuận lợi cho các bệnh ngoài da như mẩn ngứa, mụn nhọt, phát ban, nổi mề đay phát triển. Mùa hè cũng là mùa phát triển và sinh trưởng của các loài sâu bọ, đặc biệt là sâu gióm. Trẻ em thường hay chơi đùa dưới các tán lá cây, rất dễ bị vương phải lông hoặc gai của sâu gióm. Nếu bị lông hoặc gai sâu gióm đâm, sẽ rất ngứa, đau nhức dữ dội ở vùng da tiếp xúc. Các triệu chứng khó chịu do nọc độc của sâu hoặc bị nổi mẩn ngứa. Các sần xuất huyết có thể xuất hiện trong vòng 2 đến 3 giờ và có thể tồn tại trong nhiều ngày. Ngoài ra còn có thể bị sưng hạch lân cận và sưng cả tay chân. Những triệu chứng khác gồm nhức đầu, sốt, hạ huyết áp và co giật rất nguy hiểm. Nếu không xử lý kịp thời, đúng cách, những lông gai sẽ đâm sâu vào da và ở lại đó gây ra triệu chứng kéo dài. Về mùa hè là lúc giao đổi thời tiết và đặc biệt những ngày nắng nóng thì rất là nhân dân và nhất là rất nhiều người, đặc biệt là trẻ con và phụ nữ rất hay bị ngứa, sẩn mề đay. Nguyên nhân ngứa và sẩn mề đay thì có rất nhiều nguyên nhân. Trước hết là do môi trường, ví dụ như trời nắng nóng, rồi thay đổi thời tiết một cách đột ngột, rồi con người ta làm mồ hôi ra nhiều thì tiếp xúc với các cái hóa chất, ví dụ như dầu gội đầu, rồi các cái bột giặt, bột rửa, rồi là các cái lông các con sâu bò, rồi lông các con thú vật ta nuôi trong nhà, ví dụ như mèo chó, rồi là có thể là có những cái phấn hóa nó bay lơ lửng trong không khí, rồi làm cho chúng ta cũng khi tiếp xúc với những người mà có những người mẫn cảm, đặc biệt là trẻ em, thì nó mẫn cảm với là những cái các cái dị nguyên đó thì nó cũng gây ngứa. Ảnh hưởng của các loại thuốc tân dược trong quá trình điều trị bệnh, việc lạm dụng các loại chất kích thích như bia, rượu, cà phê, thuốc lá khiến chất độc bị tích tụ, cộng với chế độ ăn uống hàng ngày không hợp lý, ăn quá nhiều thức ạn cay, nóng, chất béo, chất đạm hay những thực phẩm quá ngọt, năng lượng dư thừa bị đốt cháy, làm gia tăng quá trình chuyển hóa cơ bản, nên sinh nhiệt huyết và nhiệt độc trong cơ thể. Trong khi gan có chức năng chuyển hóa các độc tố đó thành các chất ít độc hơn, rồi đào thải qua phân hoặc nước tiểu, thì những người chức năng gan kém sẽ dẫn đến khả năng giải độc bị suy giảm, làm cho các độc tố bị ứ đọng, khiến cơ thể phải tăng cường giải độc qua da và phản ứng lại bằng cách nổi mụn nhọt, mẩn ngứa. Mẩn ngứa và sẩn mề đay là một cái căn bệnh là
Nó tuy rằng nó nhìn vào thì nó rất đơn giản, nhưng mà kỳ thực ra mà nói thì nó cũng phức tạp. Bởi vì muốn biết được nó là cái gì, muốn chừa được nó thì trước hết anh phải tìm được cái gì nguyên nó là gì, cái tác nhân gây đến cái ngứa đó là cái gì, thì anh đầu tiên là anh phải tìm cách để loại trừ nó ra. Ví dụ như tôi ăn tôm ghẻ vào mà ngứa thì bây giờ tôi phải tìm yếu tố là từ đó trở đi đừng có ăn tôm ghẻ nữa. Ví dụ thế, chúng ta ngứa do dị ứng với một cái hóa chất nào đó thì từ đó trở đi là mình phải tránh được các cái hóa chất đó. Thế mình tiếp xúc với phấn hoa nào mà bị dị ứng thì mình hãy loại trừ nó đi, để tìm cách để tránh tiếp xúc. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Cái thứ hai thì đó là cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai thì chúng ta có thể sau đó rồi thì cái đó mới dùng các cái bài thuộc dân gian. Ta là có rất nhiều bài thuộc dân gian để mà uống, cho uống rồi là tắm rửa để loại trừ các cái yếu tố đó vào. Tình trạng mẩn ngứa, mụn nhọt khiến cho người bệnh khó chịu, bứt rứt, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, là đối tượng rất dễ bị kích ứng khi thời tiết thay đổi, chuyển mùa, bởi làn da của trẻ nhỏ rất mong manh, mẫn cảm. Với những trẻ có làn da quá mẫn cảm thì bụi nhà, mạt bụi trong quần áo, chăn, ga, đệm đều có thể làm cho da bé dị ứng. Trong những ngày nắng nóng, oi bức thường khiến cơ thể trẻ tiết mồ hôi nhiều hơn. Nếu không thoát hết, sẽ ứ đọng trong các ống bài tiết trên da. Ngoài ra, các mao mạch trên da cũng giãn ra, tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập, gây nên hiện tượng viêm da, nổi mẩn ngứa, mụn nhọt, rôm sẩy, khiến cho trẻ khó chịu, quấy khóc, ngứa nhiều, làm cho trẻ hay thức đêm, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển. Các thầy thuốc đông y xác định các hiện tượng của bệnh dị ứng là bệnh nóng trong, do đó chữa trị bằng thuốc lá, thuốc dân gian hiệu quả hơn sử dụng thuốc tân dược, lại không bị các tác dụng phụ. Ngày nay, rất nhiều bậc phụ huynh đã sử dụng các loại lá cây tắm cho trẻ để điều trị và đề phòng các hiện tượng của bệnh dị ứng. Nói về cái thời tiết khí hậu mùa hè ở Nghệ An này là rất nắng nóng, nên là con tôi thường bị nổi các cái vết đỏ bẩn mẩn ngứa, nên là ông cha ông chúng tôi bày cho chúng tôi là đi tìm các cái cây như bồng bong, lá răng cưa, cây bồ công anh, rồi là một số cây như là lá đơn đỏ để về tắm cho cháu. Sau vài ba ngày tắm thì cháu đỡ nổi hẳn lên và cũng trị được các cái vết mẩn đỏ. Trong nhóm thuốc cây chống chừng thì gồm có những cây là lá kinh giới, lá đơn đỏ và lá răng cưa. Như chúng ta đã biết thì trong mùa hè nắng nóng thì có rất nhiều cháu đã bị chốc lở mẩn ngứa, thì những người dân ở xung quanh đây họ thường đến hái về để tắm cho các cháu và có tác dụng rất là tốt. Theo y học cổ truyền, lá đơn đỏ có vị đắng ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khu phong, trừ thấp, lợi niệu, giảm đau. Trong khi đó, các triệu chứng mụn nhọt, mẩn ngứa, sẩn mề đay của bệnh dị ứng phần nhiều do huyết nhiệt và nhiệt độc gây nên. Bởi vậy, loại cây này sẽ phát huy hiệu quả cao trong việc điều trị căn bệnh. Bài thuốc điều trị bệnh mẩn ngứa từ lá đơn đỏ. Dùng 40g lá đơn đỏ sao vàng, sắc uống ngày một thang, chia làm 2-3 lần. Uống nhiều ngày cho đến khi các triệu chứng thuyên giảm. Có thể uống nhắc lại vài đợt để ngăn ngừa bệnh tái phát. Lá đơn đỏ tầm phòng, có nơi còn gọi là cây bỏng bong. Mỗi vị 100g sắc uống, kết hợp nấu nước tắm hàng ngày cho đến khi khỏi. Lá đơn đỏ 25g, kim ngân hoa, ké đầu ngựa, lá mã đề, mỗi vị 12g sắc uống, ngày một thang, chia 3 lần trước bữa ăn. Lá đơn đỏ 10g, băm nhỏ, sắc với 400ml nước còn 100ml, chia làm 2 lần uống trong ngày. Trong trường hợp dị ứng, mẩn ngứa, nổi sần do huyết trệ, dùng 15g lá đơn đỏ, xài đất 12g, kim ngân hoa 12g, cỏ nhọ nồi 12g, núc nác 8g,
thổ phục linh 12g, đan bì 10g, xích thược 10g, đường quỳ vĩ 10g, sắc uống ngày 1 thang. Rau má là thực phẩm rất quen thuộc với chúng ta, có công dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể, mát gan, dưỡng âm. Ngoài ra nó còn là vị thuốc đắc lực giúp điều trị dị ứng, mề đay, mẩn ngứa. Các triệu chứng này nổi lên do nhiệt trong cơ thể tăng cao hoặc nội tạng bị nhiễm độc, nhất là gan, và có thể tái phát nhiều lần, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người bệnh. Hàng ngày nên tăng cường ăn rau má bằng cách chế biến thành các món ăn như canh rau má, nộm rau má hoặc ăn sống. Khi bị các triệu chứng mẩn ngứa, chúng ta có thể dùng nước rau má để uống. Dùng 50g rau má tươi rửa thật sạch, rẩy cho ráo bớt nước, rồi dùng chày giã dập cho 250ml nước vào nấu kỹ. Thức uống này dùng trong ngày, sau đó có thể dùng lá gấc và rau má rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng rồi vớt ra giã nhuyễn, đắp thuốc này lên vùng da nổi nhiều mụn nhọt. Dùng băng y tế hoặc gạc mỏng quấn cố định. Mỗi ngày đắp thuốc 2 lần, duy trì cho đến khi mụn nhọt lặn hẳn. Các hiện tượng mẩn ngứa không nguy hiểm đến tính mạng và cũng dễ điều trị bằng các bài thuốc nam, vừa an toàn lại vừa đỡ tốn kém. Tuy nhiên, nếu điều trị không đúng nguyên nhân và thích nghi với cơ địa của từng người, thì các triệu chứng không thể chữa trị dứt điểm và sẽ tái phát trở lại khi người bệnh ăn thức ăn lạ hoặc thời tiết thay đổi. Theo các thầy thuốc đông y, khi người bệnh bị các hiện tượng mẩn ngứa, nên đi thăm khám bệnh và điều trị bằng những vị thuốc nam đúng với nguyên nhân mắc bệnh và thích hợp với cơ địa của mình. Đông y hầu hết là dùng các cái bài thuốc là mát gan tiêu độc, rồi là thanh nhiệt giải độc, là dùng để nó ví dụ như là kim ngân hoa, kinh giới tuệ, rồi là bồ công anh, rồi lá đơn đỏ, rồi phòng phong, rồi là bài tử vật là khung quý thục thược làm cho mát huyết, lương huyết, trí tử làm cho mát gan, say hô tiêu độc mát gan. Đấy, ví dụ những bài thuộc như vậy thì kỳ cụ thể của từng người á, thì người ta phải đối pháp lập phương của từng cụ thể, chứ không thể nói một bài thuộc để dùng chúng cho tất cả các mọi đối tượng được. Ngoài ra, dân gian còn một số bài thuốc trị mẩn ngứa rất hiệu quả. Kinh giới, cam thảo dây, 10g mỗi vị, thổ phục linh, vòi voi, cỏ xước 12g mỗi vị, kim ngân hoa 20g, ké đầu ngựa 16g và hạt đỗ đen sao 40g, mỗi ngày sắc một thang thuốc sẽ giúp bạn giải nhiệt toàn bộ cơ thể. Cây đinh lăng, một nắm lá đinh lăng cho vào chảo nóng sao liên tục cho đến khi chúng khô héo. Khi thấy được thì đổ lá và miếng vải nhỏ gói lại, rồi chà nhiều lần lên những vùng da bị ngứa và có nổi mẩn. Kết hợp thêm với uống một bát thuốc đinh lăng sắc để tăng hiệu quả. Uống thuốc 2 lần, trà sát bằng thuốc thực hiện mỗi khi bị ngứa. Quả mướp đắng, dùng 1 hoặc 2 quả to, thái thành lát mỏng, rồi giã nhuyễn, lọc nước cốt, hòa vào thau nước sạch và dùng chúng để tắm rửa hàng ngày.